Thưa quý vị, một tòa án tại Đức đồng ý trả tự do cho cựu lãnh đạo vùng Catalan Puigdemont. Một tòa án cấp cao ở Đức vào ngày thứ Năm 5 tháng 4 đã bác bỏ lời yêu cầu dẫn độ cựu lãnh đạo vùng Catalan Carles Puigdemont về lại cố quốc, thay vào đó chỉ cho phép ông này nộp tiền bảo lãnh tại ngoại hầu cha. Hiện tại, ông Puigdemont đang bị chính quyền Madrid cáo buộc tội danh phản quốc vì đã đứng ra kêu gọi tách Catalan ra khỏi sự cai trị của Tây Ban Nha trong cuộc trưng cầu dân Ý vào năm 2017. Cựu lãnh đạo khu vực bán tự trị Catalonia, ông Carles Puigdemont, đã bị bắt khi vừa đặt chân tới Đức Quốc vào tháng trước, theo lệnh truy nã của Tây Ban Nha. Cách đây hơn 5 tháng, ông Puigdemont đã rời khỏi Tây Ban Nha để sang sống lưu vong ở Mỹ Quốc sau khi Thủ tướng Madrid Mariano Rajoy giải tán chính phủ tự trị vùng Catalan. Số tiền bảo lãnh tại ngoại hầu cha dành cho ông Puigdemont đã được ấn định ở mức là 75.000 euro, tương đương với 92.000 Mỹ Kim.